xin chào quý vị và các bạn sớm biết thân phận của cô nhân viên diễm quỳnh chính là bảo ngọc con gái của phi long cô bước chân vào phương hòa tiếp cận đình hòa vì muốn tìm hiểu lai lịch của ông cũng như nghi ngờ ông chính là phi long người cha cô mòn mỏi chờ đợi sợ mọi việc bại lộ bà phương lấy cương vị là người đứng đầu tập đoàn ra tối hậu thư buộc cô phải nghỉ việc thế nhưng một cô gái cá tính mạnh mẽ như bảo ngọc đâu dễ bắt nạt cô lật bài ngừa công khai tuyên chiến với bà phương và đương nhiên sự cứng đầu của bảo ngọc khiến cho bà phương mất ăn mất ngủ bà quyết tâm loại bỏ vật ngáng đường này chính bà thuê người lấy mạng bảo ngọc liệu rồi bảo ngọc ngoài sáng có mãi đề phòng được hay không ai sẽ là người giải vây cho cô trước sự truy sát của kẻ thù và sự liều lĩnh của bà Phương, có phải là con dao hai lưỡi khiến cho sự thật sớm phơi bày. Bộ mặt thật của bà sẽ bại lộ. Bà sẽ phải đối diện với bản án nào do những việc bất nhân thất đức bà đã gây ra. Là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Bảo Ngọc với vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên cường, trời không sợ, đất không sợ, nhưng đó chỉ là vỏ bọc che giấu đi một cô gái mỏng manh yếu đuối. Một cô gái luôn khao khát tình thân, khao khát một lần được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Tiếc rằng ước mơ bình dị đó chẳng có thể thành hiện thực. Dù Kim Long chăm sóc cho cô cẩn thận, chẳng để cô thiêu thốn điều gì. Nhưng sống trong môi trường giang hồ, suốt ngày chém giết, bảo ngọc tuy bản lĩnh, nhưng càng khiến cho thế giới của cô tách biệt với bên ngoài. Lần trở về này, trong thân phận trợ lý tổng giám đốc, cô muốn tìm hiểu kỹ hơn về Đình Hòa cô nghi ngờ ông chính là người cha thất lạc của mình cô càng tin vào con đường mình đi nhất là khi biết ông hòa từng bị bỏng nặng buộc phải phẫu thuật toàn bộ gương mặt ông còn bị mất trí và đặc biệt hình xăm chiếc mô tô trên vai ông cùng cảm giác gần gũi khi cô tiếp xúc với ông có điều để đưa sự thật ra ánh sáng cô phải đối đầu với bà phương đối thủ đáng gờm có tiền có thế lại bất chấp thủ đoạn khi bà phương có trong tay tấm hình sắc nét bảo ngọc thân thiết với minh đạt tổng giám đốc tập đoàn hoàn cầu đang là đối thủ của phương hòa trên thương trường bà lấy cớ cô là nội gián buộc cô phải rời khỏi công ty thế nhưng bảo ngọc có màn bật lại không thể chê vào đâu được cô uy hiếp bà nếu bà dám gây khó dễ cho cô thì cô sẽ tung hô mọi chuyện khi bà có mặt trong vụ thảm án năm đó rồi rời khỏi ngôi nhà hoang với một người đàn ông chuyện này tới tai công an nếu vụ án được lật lại thì e rằng bà phương chẳng thể một tay che trời buộc bà phải nhún nhường với bảo ngọc nhưng bà không can tâm bà cay cố cô được lắm cô tuổi gì mà dám đấu lại với tôi tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ bà phương cho người theo dõi mọi nhất cử nhất động của bảo ngọc chỉ cần cô không đề phòng đám sát thủ sẽ lấy mạng cô cũng may Bảo Ngọc thân thủ phi phàm lại luôn cảnh giác. Đám tay chân của bà Phương chẳng thể đụng tới một sợi tóc của cô, khiến cho bà tức phát điên. Bà hít một hơi thật sâu, chấn tĩnh bản thân. Thua kèo này lại bày kèo khác. Nếu đánh lén không được, bà sẽ đổi chiến thuật sang đánh trực diện. Bà sẽ tắt nước theo mưa, cho Bảo Ngọc câu trả lời mà cô muốn nghe. Đinh Hoa chính là Phi Long, dù bà biết rõ người chồng bà yêu thương chính là Hoàng Hải. Chỉ cần bảo Ngọc sơ hở sẽ là lúc cô phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Hơn nữa, bà Phương hiểu rằng đối phó với một mình Bảo Ngọc, thân cô thế cô sẽ dễ dàng hơn đối phó với mẹ con bà Nhung. Đang trong mối quan hệ thân thiết với Trung tá Hoài Bão, người đảm nhận vụ thảm án năm đó, bà Phương chủ động tìm gặp Bảo Ngọc, bà vây mặt. Đúng, Đình Hòa chính là Phi Long là ba của cô. Bảo Ngọc cố gắng kiềm chế để không cho đối thủ thấy được sự xúc động của mình. Nhưng cô không thể qua mắt được con cáo giả như bà Phương. Giây phút đó bà hiểu Đình Hòa chính là điểm yếu chí mạng của cô. Vì là vợ của ông Hòa, chẳng khó khăn gì, bà có thể giả dạng ông để có cuộc hẹn với Bảo Ngọc. Và đương nhiên, Bảo Ngọc nóng vội, dễ dàng cắn câu. Mà nào đâu biết, đó là cái bẫy dành cho cô. Khi Bảo Ngọc tới điểm hẹn, trong lúc cô hồi hộp chờ đợi, thì không thấy ông Hòa đâu. Một đám giang hồ sông tới bao vây cô. Dù cho cô chống trả quyết liệt, nhưng một thân một mình, cô không thể đối phó với bọn chúng. Cô bị bắt nhốt trong một căn nhà hoang, giữa nơi hoang vu hẻo lánh. Khi cô tìm cách thoát thân thì bà Phương bước tới hất hàm. Cô nghĩ trứng có thể trọi với đá sao? Tôi sẽ sớm cho cô đi đoàn tụ với ông bà. Khi tới đây Bảo Ngọc trột dạ, bà Phương nói như vậy là ý gì? Lẽ nào Đình Hòa không phải cha cô? Nhưng cô vẫn đanh giọng. Bà là con hồ ly tinh, bà sẽ sớm nhận báo ứng do những tội ác bà gây ra. Bà Phương cười phá lên đắc ý. Báo ứng? Trên đời này có báo ứng thì cô và tôi còn có thể đứng đây sao? Tôi nói cho cô biết, phần thắng sẽ thuộc về ai dám nghĩ, dám làm như tôi. Thế nhưng kế hoạch nhổ cỏ nhổ tận gốc của bà phương có thành hiện thực khi mà bảo ngọc luôn có sự chống lưng của ông trùm kim long tên giang hồ máu lạnh truyền sống bằng nghề đâm thuê chém mướn kim long cũng như bảo ngọc đã sớm nghi ngờ thân phận của đình hòa ông vẫn âm thầm cho người bảo vệ bảo ngọc cũng như tìm hiểu về bà phương người mà cả thanh xuân cả tuổi trẻ ông theo đuổi người vẫn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim ông một khi thấy bảo ngọc mất tích kim long có nhận ra đó là âm mưu của bà phương với bản lĩnh cùng các mối quan hệ của mình kim long có sớm tìm ra được ai giam giữ bảo ngọc cứu nguy cho cô và đặc biệt kim long vốn đang nghi như tào tháo dù có nhiều manh mối quan trọng nhưng để chắc chắn trước khi nhận thổ quy tông ông đã cho làm xét nghiệm adn của đình hòa một khi biết đình hòa không phải là anh song sinh của mình không phải cha của bảo ngọc ông sẽ đủ thông minh để biết Đức Long Quân của bà Phương chính là Hoàng Hải, người mà ai cũng nghĩ rằng đã bỏ mạng trong biển lụa. Kim Long sẽ làm gì để đòi lại công bằng cho người anh xấu số? Và bà Phương cũng không ngờ được rằng, dù bà Phương tiếp tục theo dệt ông Hòa chính là Phi Long, một khi lần theo những mảnh ghép đó, ông sẽ biết được chính ông là Hoàng Hải, biết được diễn biến trong đêm định mệnh, biết được bộ mặt đáng sợ của bà Phương. Khi biết sự thật, sự mất tích của Bảo Ngọc có liên quan tới bà Phương. Ông sẽ làm gì để giúp cô thoát khỏi hang hùm miệng sói, để không có thêm bất kỳ nạn nhân nào chết thảm trong tay bà. Cuộc diễn sẽ thay đổi nếu sự thật đình hòa lại là hoàng hải. Kim Long và Bảo Ngọc sẽ không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Bởi đồng nghĩa, cái xác năm xưa là của Phi Long. Ông Hòa, bà Phương có công không nhỏ trong cái chết đó. Bảo Ngọc sẽ buông bỏ tất cả hay cô sẽ quyết một trận sống mái với bà Phương? Đúng là sai lầm của thế hệ trước, giờ lại gánh Đúng là sai lầm của thế hệ trước, giờ người gánh chịu hậu quả nặng nề lại là thế hệ sau. Không chỉ Bảo Ngọc mà cả Duy Nam, Mỹ Hạnh đều chịu nhiều tổn thương mất mát. Ông Hòa có đủ bình tĩnh để tự mình chấm dứt chuỗi bi kịch này, trả lại bình yên cho những người vô tội Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.